Em đồ gỗ Minh ở Trường Minh xin kính chào các bác. Chúc các bác một buổi tối vui vẻ. Hôm nay vẫn như là mọi khi thôi. Mỗi buổi tối em sẽ lên cố gắng nên giới thiệu các bác một cái clip. Trên đó sẽ giới thiệu một vài cái sản phẩm hiện tại đang có ở trong cửa hàng của đồ gỗ Minh ở siêu thị Hải Phòng. Thì hôm nay sẽ có một cái clip sẽ lên cho các bác một số sản phẩm, đó là một chữ độc mã này, một số cái khay nghiến và một cái bộ tư quý rất là đẹp. Thì cái sản phẩm đầu tiên em giới thiệu các bác đó là một tác phẩm độc mã chế tác trên chất liệu là gỗ hương ta các bác. Đây là gỗ hương ta và tác phẩm này là hàng liền, à đâu, liền 99%, gọi là liền chắc duy nhất hai cái chân đằng trước. Đấy, hai cái chân đằng trước là chắc, thì ngựa trên thị trường hầu như là đến 99% là chắc chân đằng trước rồi, chứ không thể nào mà liền chân đằng trước được, hiếm lắm. Ngựa liền chân đằng trước nó cũng có nhưng mà nó đi vào cái thế gỗ nó sẽ không được đẹp lắm. Nếu muốn cái thế gỗ đẹp thì hầu như người ta sẽ phải chắc chân đằng trước hết. Thì đây là một chú ngựa bằng chế tác chất liệu gỗ hương ta nhé. Và tất cả ngựa bên em đều làm là hàng chọn vân cho các bác. Có nghĩa là thế nào là chọn vân? Chọn vân có nghĩa là hàng không lỗi vết. Thứ nhất là không lỗi vết, và thứ hai là tất cả đều là vân đẹp. Vân đẹp, đây không phải lưu, không phải chu, nhưng mà nó là hàng vân đẹp. Và gỗ là cực kỳ lạc luôn, không lỗi vết ạ. Đấy, thì hôm nay sản phẩm đầu tiên là một chú độc mã. Thì em sẽ đo chiều cao, chúng ta sẽ đi vào chi tiết của tác phẩm này. Cái clip này sẽ khá là dài các bạn nhé. Cao 63, cao 63, rộng 40, cao 63, rộng 40 và sâu là 23 các bác nhé. Chiều cao là 63, chiều rộng là 40 và chiều sâu là 23. Và em cũng xin được báo giá luôn cho tác phẩm độc mã này. Em xin giao lưu các bác tác phẩm độc mã này giá cực kỳ yêu thương ạ. Em xin bán tác phẩm độc mã này cho các bác với giá là chỉ có 2,7 triệu nhé. 2,7 triệu cho một tác phẩm độc mã này. Đây, cực kỳ đẹp luôn ạ. Giờ em sẽ quay chi tiết cho các bác nhìn cái chất gỗ để các bác cảm nhận nhé, để nhìn rõ nét và cảm nhận cái chất vân đẹp như nào. Rồi quay chi tiết. Đây, tất cả cái này đều là hàng chọn vân hết. Không có một tí vết gỗ gì. Đấy, toàn bộ là gỗ chọn vân. Gỗ chọn vân rất là đẹp luôn, không vết nát và không có vết. Đây mà sau của tác phẩm. Đấy, ngựa đục rất là kỹ và thần thái luôn. Độc mã, đơn phương độc mã. Đấy, bên dưới là có, đây là cái gốc cây, đây là gốc cây và dưới là có đục một cái lấm, mấy cái lấm đó nhá, về mấy cái lấm. Đấy, tác phẩm đầu tiên này giao lưu các bác là giá 2,7 triệu. Em sẽ lên một sản phẩm tiếp theo cho các bác, nó là một cái khay trà hoặc là một cái khay trơn. Cái khay trà này nó là cái khay trơn các bác, nó là cái khay trơn, khay rất là to luôn. Đây nó là cả một cái miếng lung nghiến, cả một cái miếng lung nghiến, cả một cái miếng lung nghiến các bác. Các bác chú ý nghe em nói kích thước và cái giá tiền em thông báo luôn để các bác có thể nghe cho rõ ràng. Đây, mặt trước đây, mặt trước đây rất nhiều lưu và rất là đẹp luôn, và mặt sau luôn ạ. À, hàng không phải hàng bọng đâu nhé, đặc biệt luôn ạ. À, hàng này không phải hàng bọng, đây là hàng đặc, đặc 100% và không phải hàng bọc. Đây là mặt trước của sản phẩm, rất là nhiều u và vân rất là đẹp luôn. Những cái bàn trơn rất là to này thì chúng ta lên dinh về, bởi vì nó rất là dày và cực kỳ đẹp luôn. Chúng ta làm cái bàn cây trà cũng được, hoặc làm bàn làm việc cũng được, nói chung làm cái gì với những cái bàn to này hết. Kích thước là một chiều là 66, một chiều 66, một chiều 51, một chiều 66, một chiều 51. Và độ dày của cái khay này là 4 phân ạ. Một chiều 66, một chiều 51 và độ dày là 4 phân. Em xin báo giá chuẩn xác của cái khay này luôn các bác nhé. Một cái khay cực kỳ đẹp và cực kỳ to, các bác nên sưu tầm cái khay này nhé. Khay này em xin giao lưu các bác cái khay này giá chuẩn xác là 1,8 triệu cái này đấy ạ. Chỉ có 1,8 triệu thôi. Rất là dày luôn ạ. Hàng đẹp và rất là dày. Bác nào thích những khay trơn to thì yêu cái khay này, cực đẹp luôn. 1,8 triệu một cái khay. Một cái khay rất là to và nặng luôn. Nặng luôn đấy. Đấy là một cái khay. Và em nên tiếp cho các bác một cái khay nhỏ. Một cái khay nhỏ, đây là một cái khay nhỏ. Khay này thì em có chạy viền. Khay này khay có chạy viền các bác nhé. Đây là một cái khay nhỏ chạy viền. Và hàng là hoàn toàn 100% là không có lỗi vết. Em tẩy rất kỹ càng gỗ cho các bác về chơi chất lượng luôn. Đấy, đây là mặt trước này,
không lỗi vết luôn nhá. Mặt sau đây, đây là mặt sau luôn, đây là mặt sau. Đấy, em đo kích thước cái khay này cho các bác. Đây là kích thước là một chiều là 46, một chiều 46 và một chiều 48, 46 48 và độ dày 2,5 phân, 46 48 độ dày 2,5 phân, 46 48 độ dày 2,5 phân. Em xin giao lưu cái khay này giá là 750k các bác nhé. 750 cái khay này, 750k này, 750k nhé các bác nhé. Khay là 750k. Khay là khay số 2. Các bác hỏi nhớ nhắc là khay số 2 nhé. Khay số 1 là 1,8 triệu và khay số 2 là 750k. Và tiếp đến là một cái khay thứ 3. Cái khay này thì cũng khá là tròn và đẹp luôn. Khá là tròn và đẹp luôn. Khá là tròn và đẹp luôn ạ. Đấy. Đấy các bác nhìn đi, một cái khay cực kỳ tròn và đẹp nhá. Bật bé đi. Đấy. Bật bé đi con này. Bật bé đi. Đây mặt một cái khay thứ 3 này các bác này. Khay thứ 3 nhá. Đây là khay thứ 3. Đấy. Đây là khay thứ 3 này. Khay thứ 3 đây là một khay này nó có cái tạo viền này. Có tạo viền bốn xung quanh này. Tạo viền bốn xung quanh này. Đây, tạo viền bốn xung quanh các bác nhá. Đây là mặt trước. Và đây là mặt sau. Đây là mặt sau. Đấy. Đây nó có một cái lỗ này, nhưng mà cái đoạn lỗ này thì đằng trước này em mà làm chồi lên. Làm chồi lên cho các bác để đảm bảo nó không bị ảnh hưởng bởi vì cái lỗ bọc này. Không bị ảnh hưởng bởi cái lỗ bọc này nhá. Nhưng mà để làm chồi lên rất là đẹp luôn. Đấy. Mặt trước và mặt sau cái khay này đều rất là đẹp. Mặt trước và sau đều đẹp luôn. Đây là mặt sau và mặt trước. Đấy. Cái này là khay số 3 này, kích thước là 52. Các bác nhớ kích thước nhé. 52 40. 52 40 và độ dày là 2,5 phân. 52 40 và độ dày 2,5 phân. Khay này em bán giá là 800k. Khay số 3 là 800k các bác nhé. 52 40, 800k. Và cuối cùng em nên giới thiệu các bác bộ sản phẩm VIP. Đó là một bộ tứ quý 4 mùa tùng trúc cúc mai. Cực đẹp luôn. Đây là một cục lu VIP cắt ra này các bác. Đây các bác nhìn lu này. Mặt sau đây nhá. Đây là mặt sau này, các bác nhìn chất đằng sau này. Đấy, đẹp chưa? Đây là lu đằng sau nhá. Đây là mặt đằng sau là lu đẹp này nhá. Còn đây là mặt trước này. Đây. Tuyệt vời luôn. Các bác nhìn rõ không? Đây là cây tùng. Cực đẹp luôn. Riêng để vào bộ tứ quý này các bác treo thì không chê đâu được ạ. Đây là cây tùng các bác nhá. Lu kín 100%, lu và đuôi công. Lu của đuôi công. Lu của đuôi công cực đẹp luôn. Đấy. Lu của đuôi công cực kỳ đẹp. Đấy. Các bác ghép bộ như em như này này. Đây là cái tùng. Tùng trúc cúc mai. Đây. Đây là cái trúc. Đây là cái trúc. Quá chất lượng đối với một cái bộ tranh. Đây là mặt sau này. Mặt sau em không phun nhá. Mặt sau vẫn để chỉ tẩy không à, để mộc nhá. Quá lu đẹp chưa? Đây là cái trúc này. Quá chất lượng luôn ạ. Quá chất lượng với bộ tranh này luôn. Đấy. Khi chúng ta ghép vào thành sẽ thành hai bộ thì đây là bộ tùng trúc này. Đây là bộ tùng trúc này. Các bác có thể nhìn đây là bộ tùng trúc nhá. Đẹp chưa? Đây là một bộ tùng trúc, khi chúng ta lên tổng thể cái bộ này thì quá chất lượng luôn. Đây nó nhìn này. Chất lượng gỗ thì không còn từ gì để so sánh đâu ạ. Không có từ gì để chê với cái bộ này luôn. Không có dùng từ gì để chê bộ này luôn. Tùng trúc, đây là tùng trúc này. Đây là mai này. Mai và cúc này. Đây là mai và cúc. Đây là mai và cúc các bạn. Quá chất lượng luôn. Mai và cúc. Đục cực kỳ kỹ ạ. Đục cực kỳ kỹ và quan trọng là cái chất gỗ của nó quá là đẹp luôn. Đây, quá đẹp luôn, đây lu đây. Các bác nhìn lên đằng sau, có chất lu đằng sau chưa? Mặt đằng sau này nhá, đây là em cho các bác xem mặt đằng sau. Bởi vì mặt đằng trước, lý do tại sao? Khi mặt đằng trước thì chúng ta đục tranh lên rồi ấy,
mà cái gỗ lưu luyến này dưới ánh sáng trắng ấy thì nó sẽ bị loá là các bác nhìn không rõ. Thì muốn nhìn chất nu, các bác thẩm chất nu thì phải để đằng sau này, quay sau này, đằng sau này vẫn còn để mộc nhé. Đằng sau nó không hề full BU các bác nhé, đằng sau này vẫn để mộc không hề full BU. Các bác nhìn đằng sau đây, vân nu cực kỳ dã man luôn đấy. Tùng trúc cũng mai bộ luôn, em sẽ lo kích thước bộ này. Bộ này kích thước là 46, em lấy một kích thước một tấm với các bác nhé, 46 34, bộ dày 2,7 phân. Một bộ tùng trúc cúc mai kích thước là 1 chiều 46 1 chiều 34, một bộ rất là vừa tầm. Bộ này thì nó không phải những cái bộ to, những cái bộ gỗ to hoành tráng, nhưng mà nó là một cái bộ đẹp, nó đẹp theo từng cặp như này, nó đẹp theo từng cặp trái tim như này các bác này, nó đẹp theo từng cặp trái tim như này. Và thứ hai là cái độ lu và độ tia đuôi công của nó quá là chất lượng luôn, và hàng gần như là không 100% là không có vết, không có vết luôn. Đấy, cực kỳ đẹp. Bác nào nhà có những chưa có bộ tư quý mà cũng nghiến đẹp này thì nên giao lưu bộ này với em. Và em xin báo giá luôn bộ này, này bộ này em bán giá là 4,6 triệu các bác nhé, 4,6 triệu bộ tranh tư quý tùng trúc cúc mai này. Đấy, clip này thì em chỉ lên vài sản phẩm đấy thôi. Bác nào yêu thích sản phẩm nào thì hãy gọi điện cho Trường Minh để chốt hàng các bác nhé. Em xin chào và hẹn gặp lại các bạn đây ạ.